Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma và tất cả các bạn được khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe lắm Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a cầm, com Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938 773 799 và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi vào cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện và lấy thuận tiện luôn. À, và còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới với cái kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng hay là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình bởi vì mỗi một lượt đăng ký của một người như vậy mình sẽ tự quy đổi ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ha à, Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào chuyện luôn ha Bởi vì, bởi vì đây là một cái tập truyện à, dự phòng hơn mọi người nghe Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn bạn này bạn tên là Quang Trường Bạn đã gửi về cái Zalo cho mình Thì bạn Trường bạn kể về một cái câu chuyện mà Nói chung á, là đối với những người khác thì có thể là câu cái câu chuyện này á nó cũng khá là bình thường thôi những cái câu chuyện về thầy bùa này nọ ha ha. nhưng mà đối với bạn trường và gia đình bạn trường đây là mỗi câu chuyện nó rất là đau lòng luôn mọi người bởi vì nó liên quan trực tiếp với lại gia đình của bạn trường thì mình cũng xin nói trước luôn cái câu chuyện này á trong đây nó sẽ có một vài cái hình ảnh mình không, mình không có chuyện hình ảnh mỹ làm mình kể ra những cái hình ảnh đó mọi người nó khá là tế nhị và nó cũng khá là nhạy cảm à, liên quan đến à, trẻ em này nọ tất cả mọi thứ là là mọi người à, cân nhắc khi mà 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 nghe chuyện buồn ha nọ mọi người đọc cái tựa đề thôi thì mọi người cũng đã hiểu được cái, cái câu chuyện ngày hôm nay nó kinh dị cỡ nào rồi ha Thì bạn trường bạn nói á Câu chuyện này bạn được người nhà của bạn kể lại thôi Bởi vì khi nó xảy ra bạn còn chưa có mặt trên đời này Lúc đó mẹ của bạn cũng còn nhỏ Mẹ bạn năm đó mới có 12, 13 tuổi thôi ha thì câu chuyện này xảy ra bên gia đình của ông ngoại và bà ngoại của bạn Ông ngoại của bạn á, là có được từ đời ông cố truyền lại rồi Là có làm cái nghề thầy Pháp À, không có kể sâu quá vào cái ông ngoại làm thầy pháp như thế nào đâu chỉ nôm na đó làm khi mà ông ngoại nói như vậy nè ông ngoại à, sanh con ra đó thì ví dụ như không biết bao nhiêu người con ha trai gái thì không biết ha nhưng mà nếu như cái người nào đó à, mà học à, kiểu như là mà học hợp, à, học hợp với cái nghề thầy cái nghề thầy pháp đó, thì ông ngoại sẽ truyền nghề lại thì rồi lúc đó là ông ngoại có sanh ra được gọi là dì hai đó là 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 coi như là đứa con gái con con cả mọi người sau đó bắt đầu tới uh, thêm chú thêm uh, uh, cậu ba chẳng hạn như vậy rồi sau đó bắt đầu là mới tới mẹ thì uh, thời gian trôi qua lúc đó thì ông ngoại cũng làm thầy pháp cũng hay đi giúp đỡ người này người kia được những người ở trong làng người ta um, chỉ như người ta rất là thương mến nhưng ông ngoại là một cái người phải gói làm rất là nghiêm khắc ở bên trong gia đình luôn phải gọi là chế công vô tư không cần biết ở con cái nhà mình này nọ không có bên con À, con là làm sai là ví dụ như con làm sai là bắt con phải ra xin lỗi là quýnh con đầu tiên đó dạy dỗ con đầu tiên xong rồi bắt đầu là mới tới bên ngoài nó gọi là là chế công vô tư là như vậy mọi người ha thành ra từ ở ngoài gia đình tới bên trong gia đình luôn tất cả mọi người đều rất là kính nể và sợ ông ngoại như vậy thì rồi nó mới có xảy ra một câu chuyện thế này, này nè sau này đó bắt đầu là dì hai lớn lên, dì hai cũng đem lòng yêu thương và bắt đầu là cũng à, à, cưới dưỡng hai và do cái thời điểm đó đó dưỡng hai là gia đình không có điều kiện và cũng là gia đình xa nữa mọi người. Nên thành ra là ông ngoại mới nói nếu mà ở rễ được thì tốt, đó nên thành ra là dưỡng hai về ở chung với ông ngoại luôn là coi như là ở rễ nhà ông ngoại luôn thì rồi á cái lúc mà hai người cưới nhau như vậy ông ngoại gọi ông ngoại còn phải nói là ông ngoại nhìn lầm dưỡng hai mà lúc mà đang trong quá trình gọi là cưa cẩm thì dưỡng hai là một cái người rất là tốt bụng luôn mặc dù là gia cảnh không có giàu có nhưng mà tốt bụng này nọ chăm lo và bảo vệ cho dì hai dữ lắm nhưng khi mà cưới về rồi thì dưỡng hai liên tục làm giống như là à, sanh tật mọi người à, nhậu nhẹt cũng có chút đỉnh nha rồi cờ bạc cũng có chút đỉnh không có quá nhiều nhưng mỗi thứ chút đỉnh còn lâm le nghe nói á là cũng có gái gú này là đi cưa cẩm chọc ghẹo người này chọc ghẹo người kia trong khi á, là đã có đã, đã 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 có gì hai rồi lúc đó đó thì ông ngoại cũng nghe được những cái điều đó nhưng mà không có bằng chứng không có không có dai tận mặt bắt tận tay nên thành ra là cũng cứ ghim ghim trong bụng như vậy đó nhưng mà rồi tới một cái thời điểm mọi chuyện nó đổ bể ra thì biết á, là dượng hai á, là có quen một cái cô bồ nhí mà không biết làm sao mà để cho có cô bộ nhí này lén lút vụn trộm sao để cho cô bộ nhí này cổ có bầu luôn à rồi á cái lúc đó con cháu mình sai thì ông ngoại là cái người như vậy mà thành ra ông ngoại nó bây giờ đó là chuyện của mày đó thì mày tự giải quyết mày đừng có để cho nó liên quan đến lại kiểu như là con gái của tao chính là dì hai và dì hai cũng rất là đau buồn và dì hai cũng khóc lóc này nọ đồ rất là nhiều luôn mọi người ha trong khi ở nhà thì dì với dượng chưa sanh đẻ gì cả mà lại có bầu với lại cái người bên ngoài đó là một cái chuyện nó 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 rất là nhục nhã cho gia đình của ông ngoại luôn thì rồi do là bị áp lực như vậy thành ra là ông dượng ông cứ dứt khoát ổng dùng kiểu như là ổng nói mà, mà mặc dù vậy nhưng mà ông dượng ổng dẻo miệng dữ lắm cái miệng ông dẻo dữ lắm ổng nói này nọ dữ lắm ổng nói là ổng con cái đứa đó không phải là con của ổng tại vì nhỏ bồ nhí của ổng rất là lăng loàn đó ngủ với người này ngủ với người kia ai biết chắc được là 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 con của ổng đâu tại vì thấy uh, gia đình ông ngoại là thầy pháp nổi tiếng chắc là có uh, tài sản nên thành ra là muốn đem cái bụng bầu bắt uh, ông dượng đổ vỏ để mà uh, kiếm chát chút đỉnh tiền bạc kiểu như vậy ha à thì mọi chuyện á nó bắt đầu xảy ra từ đây khi mà ông dưỡng chối bỏ trách nhiệm ông ngoại thì cũng không có can dự vô tại vì ông ngoại nói rồi nó mày làm gì đó là mày giải quyết chứ tao không có đứng ra tao giải quyết cho mày thành ra là ông ngoại vô can à, chỉ có dưỡng là đứng ra giải quyết và dưỡng chọn cái cách là coi như là phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm luôn nha thì rồi vì cái người à, vợ bé đó cái bài vợ bé đó là bà biết được nhà của dưỡng có ông ngoại làm thầy pháp thành ra nó là bà đi kiếm một cái người thầy pháp khác để mà giống như là gọi là trả thù vậy đó tới bây giờ làm cho bà một bụng bầu mà ngày xưa nha câu chuyện này là từ ngày xưa mà ngày xưa là có bầu chữa quan là cái gì đó nó khủng khiếp lắm mọi người ơi chứ phải như xin gồm mơm này nọ rồi bây giờ đó nha à nên thành ra đó là kiếm một cái người thầy pháp mà cái người này là theo gọi là theo theo tà chứ không phải là theo 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 chính đó nên thành ra là mới yểm bùa và cái người này nói á thầy pháp mà đấu với thầy pháp đó, không phải chuyện đơn giản mà chơi những cái thầy những cái bùa chú này nọ đơn giản phải chơi một cái bùa nào đó đó mà nó cái người thầy pháp bên kia không kịp trở tay đấy là phải chơi bùa làm sao cho ông ngoại không kịp trở tay luôn à thì bà này bà nói bây giờ bằng 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 mỗi giá mà tiền bạc bao nhiêu cũng được hết trơn đó, là bà sẽ đi mượn đầu trên đầu dưới bà làm trâu làm bò làm cái gì cũng được miễn sao là phải là phá được gia đình đó đó, mà bà này bà rất là yêu dưỡng hai nha, bà nói là không được đụng đến dưỡng hai. À, bà nói là do gia đình, do ông ngoại, do dì hai đó là nói với dưỡng hai làm sao thành ra mới phủ bỏ trách nhiệm. Tại vì bà nói bà này bà chấp nhận làm bé mà. Bà chấp nhận làm bé luôn miễn miễn sao là bà được à, là được gả về gia đình đó ở trong gia đình đó, chứ bà chấp nhận bà làm bé luôn. À mà bây giờ dưỡng hai không chịu thành ra là bà nghĩ là dì hai với lại ông ngoại nó tác động vào mọi người hiểu không? À dì hai dì hai đã kiểu như là dì hai và ông ngoại tác động thành ra là ông dưỡng ông mới không chấp nhận. Vì vậy á bà mới nói với ông đại pháp nó bây giờ làm cái gì làm. Không được đụng đến ông Dượng hai. À chỉ phá ông ngoại và phá dì hai thôi, đó là như vậy. Nên cái người đại pháp mới nói nó trời ơi, bà kêu tôi phá hai bà không kêu bà kêu tôi phá cái ông ông thầy pháp ông ngoại vậy là rất là khó bây giờ á, nếu mà làm như vậy là bà phải chịu khó hy sinh tiền bạc á tôi không lấy bà một cắt không lấy một cắt nha mọi người nha tưởng đâu tốt chứ không có đâu khúc sau thì mọi người mới biết không lấy một cắt luôn đó mà bà phải chịu hy sinh một thứ nó hỏi hy sinh cái gì hy sinh cái đứa con trong bụng của bà trời ơi lúc đó đó cái bà vợ bé bạn nghe như vậy đương nhiên mà mẹ hổ dữ làm sao ăn thịt con mẹ mà khi hy sinh con như vậy thì bà cũng nói chung là bà mới đầu là bà cũng từ chối nó còn cách nào khác không tiền bạc bao nhiêu cũng được bà xin mượn thì rồi nhưng mà ông đó ông nói là chỉ còn một cách đó thôi thì bắt đầu là mới phá được gia đình ở bên đó bà suy nghĩ như sao bắt đầu là khoảng cỡ vài tháng sau đó thì bà bắt đầu bà mới chấp nhận cái đó và ông mới nói là khi nào mà vừa đẻ đứa nhỏ qua vừa đẻ đứa nhỏ ra là đem qua cho ông liền là ông sẽ yếm bùa trên cái đứa nhỏ đó đây là một cái bài bùa mà rất là kiểu như gọi là thâm hiểm luôn là ông ngoại sẽ không biết đường nào mà ông ngoại né à tới lúc đó đó thì khi mà bà sanh đẻ ra bà đâu có dám đi bệnh viện gì đâu mọi người tại vì bà làm phải phải làm lén lúc mà bà mới mướn bà đi khi bà đẻ là bà đi qua sớm khác bà đẻ bà đi một cái sớm rất là xa một cái tỉnh khác luôn đã bà đẻ bên đó rồi bà kiểu như bà cho tiền cái bà mụ là giữ bí mật cho bà không biết thông tin gì, gì bà hết trơn rồi bà mới ẩm cái đứa nhỏ đó đi về đây và bắt đầu mới đưa cho thầy pháp cái cách mà yếm bộ mọi người biết như thế nào không? Cái này không phải là nói là, là 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 suy diễn ở đâu nha, là bởi vì khi mà đào lên là là người nhà là chứng kiến được nha. Cái đứa nhỏ đó đem về đó cái ông thầy pháp á, ổng lấy một cái dây, kiểu như ổng lấy một cái miếng vải mà giống như mà nó là cương thi vậy đó, không phải là cương thi mà xác ướp Ai Cập á. Ổng quấn Trời ơi, nghe rất là ác độc mọi người nha. Khúc này nó hơi sốc một chút xíu. Nếu mọi người nào mà kiểu như chịu không nổi thì tua qua chút xíu đi là lấy cái vải đó quấn quấn như sẽ ướp ở cặp mà quấn quấn hết người đứa nhỏ như vậy nè đó đâu cứ mỗi một lớp quấn như vậy là dán một lá bùa cứ mỗi một lớp quấn như vậy là dán một lá bùa dán đầy hết như vậy đứa nhỏ đó thì mới nói là chết chắc, chắc á mình nói nôm nói thẳng là như vậy đi chứ mọi người đừng có mất công mọi người thắc mắc đúng không chết chắc, chắc đó rồi mới kêu chính tay mới kêu chính tay cái bà vợ bé như vậy nè tại vì mẹ con mà thành ra mẹ nói là con phải nghe ý ông đại pháp nói là vậy đó mẹ nói là con phải nghe nên chính tay bà ẩm cái đứa nhỏ đã 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 đã, đã yếm bồ rồi đó lén làm sao đi ra đằng sau hè phải đi cửa sau không được đi cửa trước bởi vì thầy pháp này nọ đồ người ta rất là coi trọng cửa trước người ta thờ cúng này nọ đồ rất là nhiều nhưng mà cửa sau thường thì chỉ là những cái âm binh những cái binh binh đoàn nó yếu thôi đó thành ra là đi yếm bằng cửa sau mới được đêm hôm lén làm sao đi ra cửa sau á chôn cái đứa nhỏ đó xuống chôn tới đâu là nói tới đó phải nói những cái lời như vậy nè à không phải là lỗi của mẹ mẹ không có muốn giết con đâu là bởi vì hả là cái người là kêu nói tên nha phải nói đúng tên đúng tuổi của cái bà vợ lớn đó là gì hay lắm ừ là tại bà đó đó bà không chấp nhận mẹ tại cái ông đó đó nói đúng tên đúng tuổi ông ngoại nha Tại vì ông đó đó ông không có chấp nhận mẹ Thành ra là mẹ phải làm như vậy nè Để con á bây giờ con ở dưới đó Con ở dưới cũ cũ tuyền lắm cũ quyền đó con con, con củ tuyền lắm Con hả phải phá này nọ đi con quậy Con phá lên tại vì những cái người đó đã ép mẹ Thành ra mẹ mới ra tay với con Nên mẹ không phải là muốn giết con đó Nói nói rất là nhiều Vừa chôn vừa nói vừa chôn vừa nói như vậy và bà làm theo hết trời ơi bà này thật sự là bà yêu ông dưỡng hai gì mà bà lậm tới nổi như vậy trời con mình rất ruột đẻ ra mà có thể làm được cái điều đó thì mình không tưởng tượng nổi luôn nha mọi người nha à rồi bà làm xong như vậy bắt đầu là bà mới đi về và bà cái này thì không biết nha nhưng mà nói là có nghĩa là bà ở bên nhà ông ông thầy pháp ấy luôn còn cái chuyện mà bà có ăn ở với ông thầy pháp đó hay không thì không biết nha à chỉ là biết là bà ở bên nhà ông thầy pháp ấy luôn tại vì bà sợ bà sợ nếu như mà ví dụ như là bên đây ông ngoại cao tay hơn ông ngoại phát hiện được ông ngoại làm cái gì bà rồi sao thành ra là bà bà trú ngự bên nhà ông thầy pháp xấu đó luôn ha rồi thì khi mà bà yếm bùa như vậy rồi nó ngang dần già bắt đầu diễn ra những cái sự kiện kỳ lạ diễn ra trong nhà của ông ngoại thời điểm đó đó tuy là dì hai ở trong nhà thì ông dựng ra cũng làm rễ mà nhưng mà dì hai cũng hay đi ra ngoài đồng mặc dù là nhà làm thầy pháp chứ đâu phải là, là là làm cái gì đâu mà sung sướng mọi người cũng đi ra làm đồng này nọ cuốc sẻ này nọ đồ đó thì một lần đó trong không biết là do bất cẩn hay là do bị đẩy bị xô gì đó đó mà vì hai đó cầm cái cuốc cuốc dưới đất như vậy mà mới cuốc vô trong cái kim cái một cái, cái ngón chân út của mình. Cái chuyện này ở dưới ở dưới miền Tây là bị hoài cái chuyện mà cuốc cuốc vô một cái mặt cái cuốc nó rất là bén cuốc một phát một là đứt lìa luôn ngón chân út luôn máu đổ quá trời rồi bắt đầu là đưa về nhà đó rồi cũng thuốc vô thuốc thang nữa tại vì ông ngoại làm làm thầy pháp thì cũng biết chút đỉnh về làm thầy thuốc mà cũng lấy thuốc rồi nọ đồ đắp vô thì ông ngoại cũng nói ừ không sao đâu con cái này dài bữa rồi nó cũng lành rồi kệ coi mình như mình mất một cái ngón chân vậy cho con có bài học nhưng mà rồi mặc dù đã đắp thuốc của ông ngoại vô rồi nhưng mà cái vết thương nó càng ngày nó càng lở loét mọi người tin không chỉ trong vòng hai tuần lễ thôi là 10 ngày hơn thôi mà nó ăn hết nguyên cả một cái bàn chân lên tới cái mắt cá luôn. Lúc này bắt đầu là mới đưa lên trên bệnh viện. Thời điểm đó nói cái làm thầy pháp là tại vì ông ngoại làm đâu có lấy tiền lấy bạc gì nhiều toàn là đèn nhang đèn rồi hoa quả trái cây mắm muối thôi. Đó chứ đâu có lấy tiền bạc gì nhiều thành ra là phải mượn đầu trên đầu dưới. Đó là đưa lên trên bệnh viện lên trên đó thì bắt bác... thời điểm đó thứ nhất là y tế nó chưa có phát triển. Cái thứ hai nữa là người ta cũng không có hiểu lý do tại sao cái này nó hoại tử rất là nhanh và trong vòng một tháng thôi người ta bắt buộc phải cưa giò, phải cưa luôn cái chân trái của dì hai như vậy rất là đau đớn. đó khi mà cưa về là dì hai khóc hết nước mắt luôn nha mọi người nha. à rồi bắt đầu mới đưa về phòng để cho ở trong phòng để mà nghỉ ngơi ở trong phòng như vậy. Rồi thì khi mà cưa mất một giò như vậy thì tất cả mọi chuyện dì hai phải giống như là phải có người để mà chăm sóc chứ Thì cái người mà lo cho dì hai đó chính là mẹ của bạn quan trường đây Lúc đó mới có mười mấy tuổi đầu thôi Đã lo lắng rồi đỡ đi tiêu tiểu rồi ăn uống rồi nọ đồ là đem tới tận phòng ha Nhưng mà rồi đó theo như lời mẹ kể lại cái hôm đó đó Thì tự nhiên dì hai nói dì hai thèm mì và nấu cho dì hai là năm dắt mì cái mì ở đây á là cái câu chuyện này nó xảy ra diễn ra lúc mà ở Việt Nam mình cái mì gói là một cái món ăn hảo hạng chứ bạn nó bây giờ mì gói là món ăn của người nghèo của sinh viên này nọ được kiểu vậy không có đâu ngày xưa là những ông mọi người nếu mà những bạn trẻ đó hỏi ông bà hay là cha mẹ mình biết ngày xưa mì gói mắc dữ lắm nhà giàu mới có mì gói ăn đó thì thời điểm đó ở nhà đương nhiên nhà của 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 ông ngoại cũng được người ta tặng cho những cái gói mì hoặc là những cái mì trứng mì dắt á à và nó hiếm họa lắm thèm lắm lâu lâu mới có được bữa mì gói ăn đó nha mọi người nha chứ là lấy là, 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 ngon lành đó mà bữa đó đó là dì hai mới nói với mẹ tức đó là ở nhà đi làm hết trơn rồi dì hai mới nói với mẹ bây giờ thèm mì quá nấu cho dì hai năm giắt mì trời ơi năm giấc mì là mỗi con số nó nhiều lắm thành ra là mẹ nói chắc nhiều khi là bà đói con mắt á bà thèm con mắt bà đói bà nó kêu vậy thôi mình nấu con dắt vô cho ăn là được rồi chứ năm dắt này nọ đâu tiền của đâu cho đủ thì nấu một giác đem vô đổ mà lúc đó mẹ nói là vì hai thương mẹ dữ lắm chị em trong nhà thương yêu nhau lắm chứ đâu phải là dằn mâm sắn chén mà lớn tiếng vậy vậy mà bây giờ đem tô mì vô nhìn vô thấy có con vắt cầm tô mì dục cái bẻn như nè bể luôn cái tô tô bằng 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 bằng, 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 bằng sành ngày xưa mọi người nó dục bể như vậy nó tao nói là năm vắt mì nạt lên như vậy đó tao nói là năm vắt mì nghe chưa đó, thì mẹ cũng luôn cố nghĩ thôi Nhiều khi là chị mình bị mất cái giò mà mọi người Đang đi đứng bình thường tự nhiên cục mẹ nó cái giò Thì nhiều khi cũng bực bội trong người Thì cũng đi ra, cũng ráng, cũng nấu đúng năm Chắc mày nấu một cái, đâu phải nấu cái tô đâu đó mà cái thao á Cái thao á, nấu cái thao đem vô mà ăn một phát một là hết trơn trong vòng 10 phút đồng hồ thôi mà ăn hết năm giấc mày trời người bình thường mình làm sao mà ăn nổi ăn nó nở ra tầy quầy làm sao mà ăn cho được vậy mà mẹ ăn hết lúc đó, đó ở lúc đó là gì hai ăn hết thì lúc đó là mẹ mới nói cái câu chuyện nói với ông ngoại nó ừ ba ơi sáng chị hai bạn vậy 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 đó thì bắt đầu là ông ngoại cũng nghi nghi rồi nhưng mà ông ngoại nói cũng không có dám nói cho mẹ nghe nó ừ thôi chắc uh, uh, chị hai mày đói nó thèm cho nó ăn đi cũng sao đâu á đó Đã. thì lúc này bắt đầu là ông ngoại mới quan sát nó ừ là có gì lạ là nói cho ba nghe liền nghe không thì có một cái như vậy nằm thời điểm đó đó là mẹ nói nghe tại vì mẹ là cái người kề cận dì hai chăm sóc dì hai mà ăn uống cái gì đó lúc nào cũng nhiều hơn người bình thường và mỗi lần ăn là không còn ăn trong phòng bữa đầu tiên còn ăn trong phòng bữa sau là mỗi lần ăn kêu nấu xong là gì hai bả lết bả lết đó không có cái nạn nữa mà phải lết 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 đi ra đằng sau hè đó để mà ngồi đó ăn ngồi đúng một chỗ đó ăn đó. ăn uống cái gì cũng phải ngồi ở đó để mà ăn thì rất là lạ thành ra là mẹ mới đem chuyện đó mẹ về mẹ nói lại với uh, với ông ngoại thì khi trong cái đêm hôm đó đó đêm hôm đó ông ngoại ông biết rồi thì cái đêm hôm đó đó ông ngoại ông lén lúc ông mới đi ra đằng sau ông cầm cái cuốc ông cuốc ông nói ừ là mẹ mẹ ông nói với mẹ nó đâu rồi, chị hai con hay ngồi chỗ nào ăn đâu chỉ ông ngoại chị chỉ ba thì bắt đầu là mẹ mới chỉ thì bắt đầu ông ngoại mới lấy cuốc đào cái lỗ lên thì đó chính là ngay cái chỗ yếm buồn ngay cái chỗ mà cái đứa nhỏ đó cái đứa nhỏ bị yếm bùa cái đứa bé sơ sinh đó mọi người bị yếm bùa ở dưới đó như vậy khi mà đào lên là là thấy một cái dải trắng như vậy nè thì gỡ ra lại trong đó là nó thối rửa rồi mọi người ơi là còn xương không mà mà cái dải nó máu mũ nó ra là coi như là nó đỏ hồng 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 luôn chứ phải là màu trắng nữa thì khi mà ông ngoại biết như vậy rồi là ông ngoại rất là kinh hãi cả nhà cũng đều rất là kinh hãi bởi vì ông ngoại nói cái bùa này là cái bùa gọi là sát nhân luôn cái bùa một khi đã làm là kiểu như làm sát nhân luôn chứ không phải là, 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 là kiểu như yếm chơi yếm yếm này nọ nọ kia nữa đó và lúc đó vẫn thời lúc đó là vẫn chưa có biết là ai làm tại vì không một ai nghĩ là cái người vợ bé làm cả tại vì cái chuyện nó ác quá không nghĩ là một cái người mẹ có thể làm được một cái chuyện đó chỉ là biết ừ lại chắc là trước đây cũng đã từng giúp đỡ người này người kia năm năm ra thì đã bị mấy ông thầy bên bên tà đó mấy ông yếm lại thôi chứ không ai nghĩ là cái người vợ bé đâu Lúc này đó ông ngoại cũng làm một cái đạo bùa để mà chống lại được cái chuyện đó rồi nhưng mà chống không nổi. Ông ngoại thừa nhận luôn là ông ngoại chống không được. À, ông ngoại phải đi tìm thời điểm đó ông ngoại còn trẻ mà ông ngoại, ông ngoại nói ông ngoại phải đi tìm thầy của ông ngoại để mà nhờ giúp đỡ luôn á thì trong cái quá trình ông ngoại đi như vậy nhưng ở nhà đó là mẹ thường lúc này là mẹ coi là đỉnh điểm rồi khi mà bị phát hiện ra cái cái bùa đó là mẹ đỉnh điểm rồi nha ông phải xin lỗi mọi người xin nhầm xin lỗi mọi người rất là nhiều ha dì hai mới đúng không phải là mẹ dì hai là lên tới đỉnh điểm rồi bắt đầu là cười giỡn này nọ đồ như một đứa con nít nha thậm chí mẹ kể đó cái bữa đó đang ở đằng đằng sau bếp như vậy nè đó đang giống như, như đang nấu ăn đang 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 chụm củi đang thổi lửa như vậy đó là nghe cái tiếng cười khặt 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 của dì hai quay qua là thấy dì hai đó bả treo hai cái chân bả lên trên cái dàn mướp đó ngày xưa nhà hai chồng dàn mướp dưới giường đó để mà hái mướp nấu canh đó treo hai cái chân lên thõng cái đầu xuống y như con dơi y như là tài thiên vậy đó bắt đầu lắc lư lắc lư qua lại rồi cười giỡn này nọ rồi mà cứ mỗi lần như vậy là mẹ không dám làm gì hết á mẹ chỉ dòm như vậy rồi mẹ kêu thôi đi xuống đi mà nói như nó nói với đứa nít nha tại vì biết là bây giờ đứa nhỏ nó nhập vô chị hai mình mà thôi xuống đi sao mày cứ quậy bả hoài bả bị cục giò rồi mày còn không không ấy nữa mày quậy bả hoài đó cứ đứng nói như vậy đó là nói một hồi đó là tự động là đi vô trong phòng ngồi Y như một cái đứa con nít như vậy Ăn uống rồi ăn cháo rồi Đòi ăn gà mà gà một lần ăn con hay con không mọi người Đó cứ vậy rất là hao tài tốn của luôn thì rồi sau 10 bữa nửa tháng đó thì ông ngoại đi về và ông ngoại rất là phấn khởi ông ngoại nói là ông ngoại đã tìm được cái cách rồi ông ngoại đã xin được đã 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 như vậy, gọi là thỉnh được đã mượn được một cái cây roi cá đuối À một cái roi cá đuối thiệt nha mọi người nha Đó là đã về bắt đầu là kiếm được cách rồi Bắt đầu là mới kêu mẹ đó là Kêu mẹ với những người trong nhà nữa nha Là đem gì hai ra ngồi trước nhà trói, Trói cái chân, trói tay lại Lúc này chân thì chỉ còn có một chân thôi Nhưng mà cũng trói kiểu như trói từ cái đùi luôn đó à, Tại vì mất một chân là chân trái Mất từ đầu gối trở xuống là trói trói trên cái đùi như vậy nè Đó trói lại Bắt đầu là mới dạch cái lưng lên Bắt đầu là mới lấy cái roi cá đuối nó mới quýnh vô lưng Mà quýnh thiệt nha À, quýnh cái nào là có lằn cái đó rồi đọc kinh đọc chú gì đó và mở sẵn một cái hộp à, mở sẵn một cái hộp ra bắt đầu là khi mà đánh như vậy bắt đầu là cái vong đó vừa xuất ra vong nhi đó ngang vừa xuất ra một cái thôi là ông ngoại mới bắt mới bỏ vô trong cái hộp đó liền đó và ông ngoại mới nói là không có đem cái hộp đó đi dục hay đâu mà đem để cái hộp đó lên trên bàn thờ luôn à, là lúc lúc đó là coi như là cái vong đã xuất ra khỏi người mẹ rồi ha cái vông nó nằm trong hộp và phải đúng 49 ngày. 77 49 ngày. Ngày nào như ngày ấy cứ đúng 8 giờ tối là ông ngoại sẽ tới cái bàn thờ đó ngồi niệm Phật. Rồi nơi này họ, tất cả mọi niệm kinh niệm chú gì đó nghe. Để cho kiểu như là cho cái vong nhi đó là hồn siêu phách tráng. Ông ngoại nói là không có phải niệm để cho đi đầu thai siêu thoát. Mà phải niệm cho tới hồn bay phách tráng luôn. Là phải chấp nhận như vậy. Thế bây giờ theo như ông ngoại nói đó, đương nhiên con người chúng ta sinh ra ai cũng có một cái linh hồn cũng là một cái gọi là một cái dạng sinh linh nhưng ông ngoại nói đây không phải là một sinh linh nữa mà đây là một cái công cụ một cái công cụ để những cái người thầy pháp xấu họ sai khiến nếu như mình không làm như vậy vong nhi đó họ mà họ thoát ra họ cái hộp đó họ đi về được tới nhà ông thầy pháp là sau này họ sẽ làm ma mét luôn ma mét này nọ mình cũng hay kể đó mọi người hay là 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 đi làm những cái việc xấu này nọ này nó kiểu như vậy đó nên cứ để trong đó và ông ngoại nói từ đây tới 49 ngày trong nhà sẽ có rất là nhiều những cái hiện tượng lạ giống như là nghe tiếng cười tiếng khóc rồi bắt đầu năn nỉ nha sẽ có những cái tiếng năn nỉ để cho mở cái hộp đó ra luôn nhưng người nhà dứt khoát là phải vững tâm không có được nghe những cái lời dụ dỗ đó đúng như những gì ông ngoại nói cứ hàng đêm như vậy là mẹ nè dì hai nè dượng hai những người trong nhà chú ba đâu đó giờ giờ cậu ba rồi đó là nghe cái tiếng mà khóc thang rồi nào mà mình là người lớn mình nghe tiếng con nít nó khóc mình rất ruột dữ lắm mọi người ơi đó rồi bắt đầu là bị sao nhãn rồi bị nghe cái tiếng năn nỉ là 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 mẹ con giết con nha nghe kể lễ nha là mẹ con giết con mẹ con nấu với con ờ là do ừ là à, ông này nè ông không cho vô nhà rồi bà này không cho vô nhà thành ra là mẹ không có tới được với ba là nghe tiếng than thở rõ ràng như vậy luôn Lúc đó từ từ nhờ những cái tiếng than thở đó từ từ người nhà mới manh nha manh nha mới biết được rõ mồn một câu chuyện là ai là cái người yếm bùa đứa nhỏ sơ sinh như vậy. Biết là cái bài vợ bé rồi thành ra lúc đó đó là người nhà kiểu như ông ngoại ông chửi ổng chửi dựng hai đó đó mày đó mày, mày 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 chơi bời cho đã vô đi bây giờ đó mày đem dông đem vía về nhà mày hại hả con gái tao bị mất cục một giò vậy vợ mày đó đó mày hả, mày mày mèo mã gà đồng bây giờ vợ mày phải cục một giò vậy luôn là chửi rất là nhiều và ông dựng bây giờ ông chỉ biết im thôi ông không có nói được tiếng nào hết trơn ổng là một cái người nói chung là mình cũng hay nói gọi là kiểu gà mái đó mọi người kiểu như vậy đó mình hay nói, nói nói xấu một cái người đàn ông là như vậy đó em đã rồi thành ra ông cứ im im như vậy nhưng mà rồi cứ tưởng đâu đợi tới 49 ngày là xong nha mọi người nha nhưng mà rồi đó cái hôm đó nó mới xảy ra một cái sự việc nó cực kỳ đáng tiếc như vậy nè cái hôm đó đó là ở nhà ban đêm không có ai hết và mới kêu ông dượng hai này ông ở nhà ông canh nhà vì hai thì cũng nói chung là ông ngoại cũng kêu đi chơi đi qua nhà người này người kia chơi cho nó khuây khỏa bởi vì cứ ở nhà rồi cứ nghe cái tiếng dông nhi nó kêu khóc rồi nó quậy nó phá nó làm cái này cái kia riết cái kiểu như là sợ ông ngoại sợ là cầm lỏng được á là sẽ bị phá cái bùa chú mà mà phong yếm đó bây giờ mới kêu cũng đi hết thì cũng sợ ăn trộm bắt đầu là mới thay phiên nhau người bắt đầu là mới kêu Dưỡng hai ở nhà canh thì bữa đó ông ở nhà thì ông cũng rất là sợ bởi vì ông biết cái hồn mà cái vong nhi mà bị yếm bùa đó là con ổng với lại cái bà vợ bé mà ông cũng sợ nọ ông mới bỏ ông đi nhậu à ổng đi nhậu cho tê cho đã cho cẩn cho bắt đầu ông mới đi về ổng tính là ổng xỉn ổng về nhà ổng ngủ thôi thì khi ông đi về nhà á ổng loạn trạng sao đó không biết hay là ổng thật sự là ổng bị 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 quyến rũ hay sao không biết nè ông đi ông lạng chạng sao ông mới đi ông đụng với cái tủ thờ và cái hộp đó từ ở trên cái bàn thờ đó mới rớt xuống dưới đất và mới bung ra ổng không hề biết luôn nha mọi người nha ổng cứ về ông ngủ tỉnh bơ như vậy luôn tới sáng hôm sau khi mà người nhà chưa kịp về nữa ổng tỉnh dậy trước mà người nhà chưa kịp về ổng ra ổng thấy như vậy ổng hết hồn bắt động, mới đóng cái hộp lại ổng mới để lại trên cái, cái cái, cái cái bàn thờ cái tủ thờ thì đương nhiên hộp vẫn còn nhưng mà hồn đã xuất đi rồi tới tối cái ngày hôm sau lúc mà người nhà về này nọ rồi cũng không có biết thấy cái hộp nằm nguyên như vậy cũng ý y cũng rồi tới 8 giờ thì ông ngoại cũng ông cũng, cũng này, niệm chú này nọ cũng không có hề nhận ra đâu mọi người chỉ biết là sao hôm nay im ắng quá hôm nay không có nghe cái tiếng khóc tiếng kêu gào này nọ rồi cũng yên tâm tại vì lúc đó là cũng ngày thứ bốn mươi mấy rồi bốn mươi bốn sáu rồi còn có mấy ngày nữa bốn chín rồi thì ông ngoại cũng nói là thôi chắc là là qua bốn mươi mấy ngày như vậy bắt đầu là dòng cái dòng vía nó yếu từ từ rồi bắt đầu hết bốn chín ngày là nó hồn phải phát tán luôn nhưng mà ngủ một đêm như vậy cho tới sáng hôm sau là gì hai qua đời mọi người dì hai qua đời theo như người nhà kể lại là dì hai đã bị cái đứa nhỏ đó bóp mũi cho tới chết rất là đau lòng luôn Sáng hôm sau đó khi mà phát hiện ra được thì thấy là con mắt của chị hai đã trợn tròn lên rồi và cái mũi đó, cái mũi bị kiểu như là bị móp vô như vậy luôn nè, mới giống như mình bị mình 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 bị mũi là như vậy là mọi người đó bị bóp vô như vậy nè. mà ở trên cái lòng trên cái, cái 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 cái, gọi là cái này là gì ta gọi là cái cánh mũi đó. À trên cái cánh mũi đó là nó bầm rang hai cái cánh mũi như vậy luôn. Nguyên cái mũi thì nó bình thường, nguyên cái mũi nó không có biến dạng mà chỉ đúng hai cái cánh mũi nè nó bị bóp vô như vậy nè ở à, và trên cái cánh mũi là nó bầm đen như vậy luôn nè bị hai cánh mũi dính vô như vậy luôn là kìa rồi cái, cái kiểu như bị ngợp thở đó rồi ở trên miệng á là có nguyên một cái dấu tay như một cái dấu tay đứa con nít nó nhỏ xíu vậy nè cái bàn tay mà nó bằng chỉ có cái miệng thôi thì giống như là con em nhà mình nó khoảng cỡ chừng vài tháng tuổi thì cái tay của nó mình hung tay đó thì cái tay của nó bằng cái miệng của mình chứ bao nhiêu nó xíu à đó, thành ra là bị bóp mũi, bóp miệng và ngọt thở cho tới chết như vậy. Lúc đó ông dưỡng hai, ông nằm ngủ kế bên mà ông không hề hay biết luôn nha mọi người. Không còn gì để nói luôn á. À, cái cái lúc đó thì cũng đau lòng rồi cũng làm đám tang này nọ tất cả mọi thứ và sau khi ông dưỡng hai ông bị như vậy rồi ổng điên điên khùng khùng luôn à, ổng điên điên khùng khùng ổng không có giống như là nó quá sốc đối với ổng hay sao thì Không biết ổng điên điên khùng khùng luôn nha ông ngoại cũng rất là đau lòng tự tay ông ngoại phải chôn cất cái con gái đầu của ông ngoại luôn đó thì bắt đầu rồi sau đó đó cứ tưởng mọi việc ờ ừ, là như vậy rồi thì cái người thầy pháp kia họ sẽ bị cái gì hay là cái người bà vợ bé sẽ bị cái gì hay là cái vong nhi đó sao sao nha cái câu chuyện này á nó không có cái kết thúc có hậu mọi người nó có nó có một cái kết thúc mở một cái kết thúc ngang luôn mà là bởi vì sau đó người nhà nói lúc đó thì khi mà bạn này bạn nghe được kể lại như vậy nó ừ đổi sao bạn trường giống như một người đổi sao rồi cái ông thầy pháp sao rồi cái bà vợ bé ăn sao rồi cái vong nhiên sao phải có một cái quả báo phải có một cái gì đó đến với họ chứ thì người nhà không một ai trả lời lại được ông ngoại chỉ nói đó sau đó thì ông ngoại biết tại vì trong nghề với nhau ông ngoại biết là cái vong đó khi mà họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi họ đã giết được gì hai rồi thì họ lại bay về họ lại quay về cái cái người thầy xấu đó và bắt đầu làm cái con ma mét cho cái ông thầy luôn để mà ông làm những cái việc khác đó và cái bà vợ bé đó hình như nha mình nói là chỉ đoán nên là đã ăn ở giọng luôn là bỏ xứ luôn cả hai người bỏ xứ đi luôn mà đâu có dám ở đó nữa bỏ xứ đi chỗ này chỗ kia luôn và tới bây giờ không ai biết cái tin tức của cái người thầy đó đâu cả luôn cho tới hiện tại bây giờ luôn nha không biết tại vì ngay từ đầu là không biết tên tuổi à chỉ biết bà đó bà kiếm đâu đang ổng ông thầy đó rồi yếm bùa như vậy thôi bắt đầu là ăn ở với ổng rồi bắt đầu bỏ đi với ổng như vậy luôn à là tới bây giờ không biết tin tức sống chết ra sao quả báo có hay không là không hề biết chứ không phải là mà nó không có mà nó là không hề biết tin tức của ông thầy đó đâu luôn à rồi thì qua mọi chuyện như vậy thì cái cái người mà gây ra chuyện là ông Dượng Hai thì ông đã điên điên khùng khùng. Còn cái người lãnh hậu quả tự nhiên không quả trên trời rơi xuống lại là gì hai như vậy mọi người ha. Đó rồi, đó là cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn. cái câu chuyện nó rất là là đau lòng. Nó đau lòng tử từng chi tiết và nó đau lòng nhất là không có cái người mà ác á lại không có biết được là họ có bị quả báo hay không đó nên ở trong nhà cứ mỗi lần nói nhắc lại câu chuyện đó cứ đau đấu đau đấu, đấu trong lòng hoài như vậy luôn nha mọi người nha và cũng vì chuyện đó ông ngoại quyết định là thôi là coi như là bây giờ tới khi ông ngoại mất luôn á là không có truyền nghề lại cho bất kỳ ai nữa và ông ngoại nói đó cũng có thể là cái nghiệp mà ông ngoại mang Mới đầu đó, ông ngoại cũng trách dưỡng hai này nọ rất là nhiều Nhưng mà tới một cái thời điểm đó ông ngoại không còn trách nữa ông ngoại nói thôi thôi chắc là đó là cái nghiệp của ông cái nghiệp thì đã làm thầy là phải có cái nghiệp đó nên đó là cái nghiệp của ông phải mất cái người con con gái đầu tiên và à, bị những cái gia trong gia đình là bị những cái hoàn cảnh như vậy và nó theo như ông ngoại nói nha đó cũng là tương đối là nhẹ so với những cái nghiệp khác của những người đại pháp gần đây mình có kể một cái câu chuyện gọi là nghiệp báo thầy pháp hay là hay là uh, thầy uh, lỗ ban hóa quỷ hay sau đó nha mọi người nha như cách đây mấy ngày đó thì đó cũng là một cái dạng nghiệp của một cái người thầy và nó nặng hơn là cái nghiệp của ông ngoại rất là nhiều luôn. Đó rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay nói về như vậy một câu chuyện nó rất là đau lòng ha mọi người ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai mình xin nói với mọi người ha. Nếu như mọi người có nhu cầu mua da cá và da heo thì ở đây mình chỉ uh, recommend mọi người thôi, có nghĩa là mình mình góp ý mọi người thì mọi người nên mua một cái combo đừng có mua lẻ da cá xong rồi da heo nó mắc lắm nó nó tới hai trăm mấy lần. Mọi người ở trong shopee hoặc là trên ăn vặt du mập chấm cơm là mình cũng có mua một một bán một combo giống vậy nằm combo da cá da heo là hai cái loại da duy nhất bên mình đó nghe. Mọi người mua combo như vậy á, mọi người sẽ tiết kiệm được bốn mươi lăm ngàn combo nó còn có 170 à là mọi người tiết kiệm được 45 ngàn và sau đó mọi người chọn thêm vài món nữa thì mọi người được free ship luôn tính ra là mọi người sẽ tiết kiệm được một trăm mấy chục ngàn lần giống như cái dĩa mình đây nè cái dĩa mình đang để ở đây đó mọi người thấy sao, sao nó ít quá thật ra đó là mỗi thứ nửa hũ á mỗi thứ nửa hũ nó ra dĩa này nè chứ thật ra mà đổ đầy hết là cái dĩa nó bự lắm hai hũ đổ vô là cái dĩa nó đầy dung lên luôn á nó không có đủ đủ nó không có để đủ đâu đó thành ra làm giá nó rất là ok nha mà ăn thì thôi đừng có nói tới vũ mập vừa kể chuyện mai vừa bán đồ ăn giặt là đây là hai năm rồi cái uy tín là nó có chứ không có làm sao bán được tồn tại tới giờ này không mọi người ha rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều có thể là vào trang ăn bạc vũ mập.com hoặc là shopee để đặt hàng ủng hộ cho mình ha bây giờ đó mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay thì đây là một cái câu chuyện ngắn ha do một chị chị này chị tên là Hoàng Thi chị đã gửi về cái zalo uh, cho mình chỉ nói về uh, chồng của chị bị uh, vong theo trong một cái lần mà nói chung là cũng uh, xuất phát từ cái lòng tốt thôi là có thắp một cái nén nhang cho một cái cô gái cổ bị hãm uh, hiếp cho đến chết câu chuyện này nó xảy ra ở bình dương mà xảy ra cách đây nó cũng cũng rất là lâu rồi cái thời điểm đó chị nói trên bình dương nó cũng không có nhiều những cái khu công nghiệp như bây giờ đó cách đây cũng mười mấy năm rồi thì um, vợ chồng của chị có lên đây để mà đi làm công nhân thì chị thì chị um, chỉ như là ở tại nhà trọ rồi đi lãnh những cái đan sọt đan này làm tại nhà trọ và tại vì nó vừa làm <laughs> lúc đó là chị và chị và anh á là chị thi và anh là chưa có con nên thành ra đó là làm tại nhà như vậy là vừa lo kiểu như là cơm à, cơm kiểu như cơm canh này nó cho chồng còn ông chồng thì ông mới đi lên trên công ty để mà ông làm thì cái hôm đó đó anh chồng anh đi về đó là anh mà đặt tên cho anh chồng thôi bây giờ bà này bắt tên thi rồi Thôi đặt ông chồng tên vũ luôn đi thi này thi ngắn mọi người hay mà đặt tên là ông vũ luôn đi cho nó thấy thì um, ông vũ đó ổng uh, đi về ổng mới nói với lại uh, bà thi nói uh, uh, Nói em em trời ơi sáng nay anh nghe cái tin nó tội ghê anh mới uh, vô trong đó anh thấp nhang này rồi nè Nói vụ gì mà tự nhiên ông đi làm nó làm đi thắp nhang thắp bọng gì đừng nói cầu cơ xin số đề gì cha nó không có anh sinh số gì tại vì sáng nay anh vô anh nghe người ta đồn á là cách đây đâu ba bốn bữa trước á gần công ty anh có cái cái cánh rừng mà lớn lớn đó em đó thì nghe nói đâu là có con nhỏ nào á là hả, nó đi mua nó đi mua đồ gì ban đêm nó đi ngang chỗ cánh, cánh gừng ở đó, đó là bị bốn uh, năm thằng thanh niên rồi đó là bắt vô đó bắt vô rồi hãm hiếp mày nọ đồ cho tới chết luôn đó rồi công an người ta phát hiện ra là coi như là không có mặc đồ gì hết trơn á thấy dấu tay rồi móng tay tóc tay nọ đồ người ta đang xét nghiệm gì đó adn adx gì đó là đang điều tra rồi nghe nói là phải là cỡ bốn năm thằng gì đó À, mà người bắt đầu là cũng mà cái, cái, cái nó bắt đầu là người nhà đó là chôn cất cũng kế bên nó luôn nên thành ra là anh mới vô anh thắp một nén nhang nói, ừ thắp nén nhang vậy cho người ta cũng tốt bởi vậy hả con gái con đứa mà đi đường đêm hôm nó nguy hiểm tưởng đâu thì mọi việc nó chỉ dừng lại ở đó thôi nhưng mà rồi bắt đầu là vài ngày sau thì bắt đầu thấy ông chồng đó Ông thay đổi rất là rõ rệt mà thay đổi từ 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 nha mọi người nha mới đầu á thì là ăn những cái món ăn nó rất là lạ mà tự nhiên thèm ăn cái đồ mà để mình con con gái mọi người là ba cái um, me dốt đồ chua rồi uh, những cái uh, uh, những cái đồ ăn uh, những gì, linh tinh linh tinh kiểu như vậy đó là rất là thích ăn những cái đó luôn nha lúc nào cũng luôn miệng ăn và còn ăn cơm á thì lại không còn thích những cái món ăn khoái khẩu nữa thì càng ngày dần dạ như vậy thì nghĩ là ừ thì con người ta mà hàng năm thì hàng tháng đổi cái chuyện mà đổi khẩu vị nó cũng bình thường cũng không có gì ha nhưng mà rồi đó cho tới một cái đêm hôm đó đó chị chị thi chị đang nằm ngủ như vậy nè thì chị mới nghe cái tiếng khóc thúc thích chị mở mắt ra chị bật chị ngồi vậy thì thấy cái khung cảnh mà chị nói trời nó vừa mắc cười mà nó vừa cũng hết hồn là thấy ông chồng của mình là ông vũ á ổng đang ngồi sát trong góc tường như vậy ông ở trần ở truồng trần như nhộng như vậy đó nghe ngồi sát vô góc tường như vậy đó tay thì ôm đầu gói khóc chụm cái đầu với cái đầu gói khóc thì cái mà nó cái tư thế mà ngồi mà ôm đầu gói mà vậy đó là thường là phụ nữ chị em mình thì mình mới làm như vậy chứ còn đàn ông mà khóc thì cũng ngồi kiểu như là ngồi phanh ngồi xếp bằng rồi cúi đầu lấy lấy tay che mặt vậy đó, là cái tư thế khóc của đàn ông còn nữ thì tuổi thân mới ôm đầu gói đúng không? Thì đó bây giờ ông Vũ thì mọi người đừng có tưởng như cái body của mình nha Ông Vũ trong câu chuyện này là cái người ốm Chứ không phải là body như mình ốm, o, gầy mòn Ngồi ôm đầu gói khóc thúc thích như vậy Bà thì bà thấy gì bà thấy Vũ, gì? đêm hôm làm gì chân trùng cha trời ơi vụ gì mà ngồi khóc này nọ đâu vậy không trả lời cả vốn cái ngồi khóc nữa. thôi trời ơi cái gì vậy đi, 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 đi kiếm đồ mặc đi quăng cái quần cầm cái quần á quăng cho cái quần là, 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 mặc như vậy nè quăng mặc quần vô nằm ngủ đi khóc khóc cái gì cũng ngồi im mà cứ khóc thúc thích cứ ngồi cứ ôm cái đầu gói gì cứ lắc lắc rồi cương vậy á thì á Chị Thi chỉ nói cái thời điểm đó thì lúc chị cũng không có nghĩ là ông chồng mình bị mai nhập hết trơn, nghĩ là vui vui thôi. Tưởng chồng mình làm cái gì tại vì ông chồng chị ông chồng của chị nghĩ là cũng mít ướt lắm. Đi làm xa hay cũng hay nhớ quê này nọ cũng hay khóc con trai này ông trai nó cũng mất nước lắm. Cái em nói trời ơi ông ơi ngồi tướng như con gái, ngồi khóc như con gái. Thôi nè 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 lấy đầm ngủ tôi mặc luôn nè, giỡn chơi thôi, ý là giỡn chơi thôi. Quay quay chụp cái đầm ngủ quăng vô người ông Dũng. Ông Vũ ông cầm cái đồng ngủ ông sọt vô mặt mọi người ông mặc cái đầm ngủ mà chị thi chị nói lúc cái lúc mà ông vũ ông mặc cái đầm ngủ vô là chị thi chị hết cười chỉ dòm như vậy nè chỉ ngồi chị dòm dòm như vậy nè thấy mặc vô xong rồi nha ngọc mặc vô xong rồi bà vẫn ngồi ôm gói khóc như mới dòm đấy vũ ơi ông có sao ông vũ ơi sao tự nhiên ông làm gì kỳ cục vậy ông vũ vụ gì ông vũ tu, 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 tu quăng cái đầm vẫn chơi ông mặc thì ông vũ cái ngồi khóc đó chị ơi tụi nó hãm em <laughs> tụi nó hãm em đau đớn lắm chị ơi tụi nó năm thằng lận năm thằng chị tôi tụi nó hãm em em chết rồi tụi nó hãm em tới chết vậy trời ơi lúc mà ông vũ ông nói những cái đó ra nha bà thi mới nói bà sợ da gà bà đứng mà kiểu như lông gà ông dịch nó nổi lên như vậy nè bắt đầu lúc đó cũng không biết gì nữa ông vũ ơi đừng có nói bậy anh vũ cái gì vậy ông bị cái gì vậy ông nói cái tàu lao ai hiếp ông cái gì tàu lao vậy Ây chị ơi em đau đớn cứ nói vậy hoài nữa. Ây chị ơi em đau đớn tụi nó hả? em nói nói như vậy. em rồi đó à, bà thi bắt đầu biết rồi bắt đầu nhận nhận ra được rồi nha là là tại vì chị đi với nó là từ trước giờ không có biết tâm linh tâm đồ ma nhập ma giết là còn không tin nữa nghe kiểu như là không có nghe kể biết thôi thì lúc này mới nhận rồi nha đứng lên chạy ra ngoài lá bắt đầu la ông sùm ra nhà trọ la ông sùm nó vô có hai cô vô, cứu chồng tôi bắt đầu nhà trọ thì đương nhiên là đàn ông phụ nữ có đầy đủ chạy vô á thì nói kêu thôi 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 để 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 mấy ông đàn ông mấy ông vô đi chồng tôi bây giờ để, 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 mặc đồ kỳ lắm thôi thôi để để mấy người đàn ông vô đi thì lúc này á là ông vũ kia ông không có cho những cái người đàn ông đó đụng vô mà cứ cứ rờ vô mà nó y như con gái mình mà mình mình tự nhiên đàn ông nó sấn sấn lại cái mình mình thủ thế làm gì vậy làm gì vậy sao đụng tôi vậy? sao đụng tôi vậy đi ra đây, đi ra đi nó cứ vậy đó mà y như con gái vậy đó nha không có cho đụng vô đó rồi thành ra lúc này bắt đầu kiểu như mấy người đó ra mới nói nó trời ơi bà thi ơi bà vô bà coi đi trời chồng bà tự nhiên bây giờ bị tổ bị đê nhập mấy cái gì vậy tự nhiên bây giờ đụng vô như con gái tôi giờ muốn cứu muốn đem ra đụng không có được kìa la làng ống sùm kìa đất hết trơn kìa đòi, đòi cắn cắn lưỡi tự tử gì hết trơn á thì rồi bắt buộc lúc này bà thi đó chị, thi đó chị phải kêu mấy cái người đàn bà phụ nữ vô bắt đầu vô ngồi kế bên mà nói là nghĩ lại và chị đi chị nghĩ lại mà nói mới tới bây giờ không bao giờ quên được bốn năm người phụ nữ ngồi kế bên coi ông vũ giống như là chị em vậy đó mình là vợ mình nhìn chồng mình bị như vậy rồi ngồi kiểu như là điệu đà như con gái rồi mặc cái đầm ngủ của mình rồi chị chị, chị em ngồi kế bên khuyên nhủ mà nhìn lúc đó nhìn mà rớt nước mắt mọi người không hiểu được chồng mình bị cái gì nó cứ ngồi cái bên sau với em vụ gì em cứ kể cứ lúc nào cũng nói tụi nó hiếp em năm nặng tụi nó hiếp em em chết quan ức cứ nói như vậy đó à rồi lúc đó những người ở trong nhà trọ người ta đâu có biết cái chuyện mà ông ông vũ đi thắp nhang đâu đâu có biết đâu đó là ừ thôi khuyên nó thôi bây giờ xuất ra khỏi người đi ông vũ đi trời người ta đàn ông đàn an em là con gái con đứa tự nhiên em nhập vô người người ta vậy rồi em à, cả cái trần cái truồng nam nữ nó khác em ơi sao em làm vậy được đó nói riết nói phải cỡ nửa tiếng đồng hồ vậy đó bắt đầu mới xuất ra thì khi mà xuất ra là ông vũ ông ông rùng mình ông tỉnh ông không biết cái gì luôn á mà ông nói ông quê tại vì trên người ông đang mặc cái đầm của vợ ông rồi chị em phụ nữ ngồi kế bên mà mặc cái đầm nhưng mà ở bên trong là không có cái gì luôn ở bên trong không có những cái đồ lót này nọ thành ra là nó đàn ông mà tự nhiên mặc đầm phụ nữ nó kỳ ông quê ông ngại ông nói, tự nhiên, ông la ông giận ông không hiểu cái gì đó thì hồi ổng mặc đồ, lúc đó đêm hôm nhưng ổng mặc đồ xong đi ra ngoài bốn năm người ngồi xung quanh như mày nè. Đó bắt đầu ngồi bắt đầu là mấy vợ ổng mới kể nó ừ anh bị vậy 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 đó. Thôi kiểu này thôi chắc là hả, anh hợp vía này nọ đồ hay sao đó rồi đó, anh bị nhập đó nha. Thôi để ngày chắc ngày mai vẫn đi chùa. Thì á à, chỉ thi chỉ nói ông vũ á mặc dù ổng như vậy nhưng mà ổng nói như vậy nào ổng nói trời ơi sao kỳ vậy ta mình có đồng tốt mình lại mình thấp cho người ta nén nhang chứ đâu phải là mình nói là mình bán bổ mình chửi bới cái gì đâu tự nhiên nhập vô mình vậy giờ phải đi chùa đi chuyện nó mất công quá thôi chắc để ngày mai đó tôi lại cái mộ đó tôi thấp thêm nén nhang tôi nói cho chứ bây giờ đi chùa đi chuyện mất công lắm à rồi ông kiểu như là cũng hơi cứng đầu như vậy ha rồi sáng hôm sau cũng vậy ông vũ ông ra tới cái mộ đó ông có nhang thì theo như ông kể ông ra ngoài ông nói vậy nè ông nói thôi cô ơi tôi thì tôi thấy tôi đâu phải là có quen biết gì cô đâu tôi chỉ là khách đi qua đường vậy thôi thì tôi thấy tôi nghe được cái hoàn cảnh của cô tôi thấy tội quá đi thì tôi thấp cho nén nhang cô tôi mong cô sớm mau đầu thai siêu thoát chứ đâu phải là vậy tự nhiên cô nhập vô tôi vậy tự nhiên cô bắt tôi mặc đầm của vợ tôi vậy có đấu được cô ơi Ông mấy thôi cô đựng theo tôi nữa nghe nói gì đó nói cô đựng theo tôi nữa nghe hôm nay tôi cúng nè tôi muốn có mua hai trăm gram heo quay nọ tôi cúng cho cô nè vậy được rồi nghe thắp nén nhang cái đi về thì khi mà đi về cũng cứ tưởng tại vì thật ra như vậy là người ta nghĩ là mình không làm gì người khác thì người khác không có đụng chạm mình đúng không thì anh vũ anh nghĩ như vậy nhưng mà tới tối về vẫn lại tiếp tục như vậy cũng khóc hu hu mở mắt ra cũng ở trần ở trùn ngồi trong góc như vậy đó đó rồi mà giờ bây giờ kêu đưa đồ nam không mặc á đưa đồ của ổng cái quần cái áo mặc là không mặc không mặc đưa cái mền kêu chùm lại không chùm là không, không chùm chỉ là đưa đồ của của bà thi đó thì mới chịu mặc thôi à là như vậy à hên là ông vũ ông nhỏ con chứ mà ông mập như mình vợ mình đưa đồ chất mặt tới đầu tét tới đó quá chứ sao mặc vừa à rồi bây giờ nói bà thi bà ngồi bà nói á thì cái dông nó không có chịu đi không không quậy phá nha không la làng ra sớm không quậy phá gì hết trơn nha mà cứ ngồi cứ than vãn cứ nói là mình bị hãm rồi bốn năm thằng bị hãm mày cứ, vậy vậy đó rồi phải kêu mấy cái bà kia y như gọi là màn một cảnh hai đó là y như hôm qua nữa mấy bà kia vô gì nữa chồng mày bị nữa nó trời ơi bây sáng kêu đi chùa đi không đi rồi đấy cứ đầu nó hấp nhang đã dông vía nó nhập nó lì nó lợm mày cứ vậy hoài rồi bốn năm bà vô cũng nói thôi em ơi, à, sáng à, Vũ tới thắp nhang cho em mới nó nói rồi sao em cứ vậy hoài em cứ than thở vậy hoài chi không biết đó mà cứ nói cỡ nào nói cái dông đó là họ không không phải là họ cải lại mà họ cứ à, cứ than thở cứ than thở hoài vậy đó à, rồi thì chút xíu sau cũng xuất ra y như hôm qua thôi bắt đầu khi mà xuất ra rồi bắt đầu ông ông trọng tỉnh rồi đó ngang ông biết ông, ông ông vừa tỉnh ông thấy trên người ông mặc cái đầm là ông biết rồi đó ông hỏi nó ủa thì trời không lẽ nhỏ nó nhập anh nữa hả, hả em ừ thì tôi nói rồi ông đi chùa không đi tự nhiên ra ngoài thắp nhang chi cho nó nhập nữa mà lần này nó nhập lâu hơn nữa nó nhăn lần bữa trước đâu là nửa tiếng nó ra hôm nay là nhập nói chuyện cả tiếng đồng hồ nó mới ra nó nghe đó nó trời ơi cái gì ghê rồi anh ra nói rồi thôi thôi vậy chắc mai đi chùa thì khi mà ngồi quyết định đi chùa nào lúc đó thì kiến nghĩ là ừ thôi gặp chùa nào đi chùa đó chứ biết sao giờ nhưng mà rồi á những cái người đàn bà phụ nữ trong sớm đó người ta mới nói thôi nếu mà cái dông đó là cái dông nữ đó thì tốt nhất là mình đi kiếm cái chùa ni đi à đi kiếm cái chùa ni đi mình vô đó nếu như mà cái dông đó họ chịu đó thì họ ở lại trong chùa thì dù gì thì cũng là nữ thì ở chùa ni nó cũng tốt hơn đó nên lúc đó đó thời điểm đó ở trên bình dương á mọi người chùa thì theo như chị thi cho nói là cũng rất là ít tại vì nó không phải là ít mà tại vì nó rộng quá đi thành ra là đi từ chỗ này tới chỗ kia nó xa đó nhưng mà đòi tìm hiểu biết, mới biết mới phải chạy qua bên thủ đức á mới có một cái chùa ni ở bên đó à bắt đầu mới vô đó mới kể lại sự tình như vậy nè thì uh, chị thi chỉ nói là những cái người ni cô á người ta mới đưa anh vũ vô trong một cái chuông để cho nó bắt đầu là mới giọng chuông mới giọng đâu hình như là là uh, gì là nam uh, nam thất thất cũ gì đó mình quên hình như là hình như là bảy cái chín cái gì đó nghe à, rồi mới giọng xong như vậy à, bắt đầu là mới khi mà đi ra như vậy đó thì cái vị Nico họ nói rồi bây giờ là dông là đang ở trong chùa rồi nếu mà được cái nhan là nếu mà tôi nhờ nhờ gia đình nếu mà về đó biết được nhà cửa của gia đình cô này đó thì tới đó kêu những cái bậc phụ huynh đó là đi lên trên chùa này bắt đầu tính tiếp rước về hay là gửi chùa thì tính tiếp chứ bởi vì anh vũ và chị thi thì không có liên quan họ hàng gì với cái cái nạn nhân cả thành ra không có đứng ra gửi được À rồi bắt đầu lúc đó mới đi về thì bắt đầu mới tới mộ thì cũng tìm hiểu dần dần, à, cũng tìm hiểu dần dần những người đó đó cũng phải là cả tuần lễ sau mới biết được là người nhà của cái cô nạn nhân đó à, cách cái chỗ mà cô mất á là cũng khoảng đâu cũng khoảng uh, cỡ mấy trăm mét thôi, tại vì cổ đi bộ tới cổ đi ấy mà thì khi tới đó mới nói chuyện xong thì gia đình cũng chấp nhận bắt đầu mới đi lên trên chùa và quyết định là gửi cái vong hồn cô đó ở trong chùa luôn à, để mà hàng hàng kiểu như là hàng tháng như vậy lên để mà cúng kiến như vậy thì rồi sau đó đó cái cái lúc đó đó thì cái những cái người này những cái người mà gây ra án đó thì cũng đã có bị bắt nhưng mà không phải bị bắt một lần là năm người mà bị bắt cứ khoảng chừng một hai tuần lễ cái bắt người cái một hai tháng sau khai á khai ra thì trong thời gian đó là mấy người kia người ta đi trốn á thì chị thi chỉ nói là chị ở tới bình dương chị ở được khoảng thêm 3 tháng nữa là chị nghe đâu là có hai thằng bị bắt rồi à, hai thằng bị bắt rồi đang đang chuẩn bị bắt ba thằng kia thì thời điểm đó là chị cũng có đi đi về quê khi không còn ở nữa chị đến mới đi về quê thành ra cho tới bây giờ thì chị cũng không có biết rõ là cả năm thằng mà hãm hiếp á nó có bị bắt hết chưa nhưng mà nghĩ là mình nói là trời ơi lưới trời tuy thưa mà khó thoát mọi người ơi cỡ đó thì giờ cho nó trốn dữ lắm ra ngoài tại ngoại chắc được chừng vài tháng trời ngoài dòng pháp lực thôi là cỡ nào cũng cũng bị bắt ha Cái làm sao mà mà, mà trốn cho nổi đó nhưng mà trong câu chuyện này thì chị thi chỉ nói là chị biết được á là mới có hai thằng bị bắt thôi còn ba thằng kia thì do chị về quê rồi nên thành ra cũng không còn nắm bắt thông tin nữa ha mọi người ha đó rồi đó cũng là cái câu chuyện à, cuối cùng của ngày hôm nay luôn nha mọi người nha thì tao chị thi chị, chỉ chị nói từ đó tới bây giờ á bắt đầu là à, ông chồng chị rất là hạn chế thấp nhang đó đương nhiên thấp nhang cho những người nhà này nọ đồ còn thấp nha kiểu như là dòng họ mà gần gần á dòng họ thân quyến mà đã mất á gần gần còn thấp á chứ nếu mà dòng họ xa xa nha là không thấp mà tuyệt đối là nữ á nếu ví dụ như là nữ đương nhiên trong nhà mình là có những cái cô gì chú bác này nọ đồ thì ở như cô gì bác này nọ đồ mà là nữ là mất sớm đó mọi người đó là tuyệt đối là ông vũ ông không dám thấp nhang nữa bởi vì ông ám ảnh có gì thì thôi kêu vợ thấp giùm đám ma cũng vậy luôn đám ma mà của phụ nữ đàn bà nọ đồ là không đi là cho vợ đi à, không phải là cái gì nhưng mà tại vì ám ảnh quá đi sợ quá đi thành ra là không có dám đi ha mọi người ha đó rồi đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn hôm nay thì kể nó hơi ngắn ngắn mà mọi người thông cảm bởi vì đây là tập dự phòng bây giờ mọi người cứ mặc định là cứ uh, mình bình thường mình rảnh thì mình kể nó dài dài một tiếng tiếng mấy có khi là à, một tiếng hai chục phút luôn nhưng mà lâu lâu mà xuất hiện đùng cái có một cái tập dự phòng là bởi vì mình bận công chuyện đột xuất mình mới đăng tập dự phòng lên hả nên nó nói là như vậy nên thành ra không đọc tên được và đôi khi cái chuyện nó cũng hơi ngắn ngắn chút xíu mong mọi người thông cảm à, gì thì dù gì thì cũng đã à, có chuyện hàng ngày để phục vụ mọi người mọi người ha rồi cảm ơn cả nhà <laughs> xin lỗi mọi người ha cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này nha nhưng mà xin chào tất cả mọi người